lễ thượng kỳ do Hội cựu tù nhân chính trị tổ chức tại Montreal. Vào ngày Chủ nhật cuối tuần qua, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal đã cử hành lễ thượng kỳ kỷ niệm 41 năm ngày mất miền Nam Việt Nam, Hội cựu tù nhân chính trị khu hội Canada là đơn vị tổ chức cho buổi lễ thượng kỳ năm nay. Phóng viên của Việt TV Canada đã hiện diện và gửi về những hình ảnh sau đây. Mời quý vị theo dõi. Vào sáng Chủ nhật cuối tuần qua, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal đã tổ chức trọng thể lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù trời rất lạnh vào sáng hôm nay, nhưng đồng hương Việt Nam chúng ta cũng đã tham dự rất đông đảo. Trên tay lá cờ vàng thân yêu, mọi người nghiêm trang đứng suốt buổi lễ. Buổi lễ được cử hành với nhiều nghi thức trang nghiêm mà trọng tâm luôn là lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho sự tự do, dân chủ và lập trường quốc gia Việt Nam. Ông Nguyễn Như Thành, đại diện cho Hội cựu tù nhân chính trị khu hội Canada, đã phát biểu với phóng viên của Việt TV về buổi lễ thượng kỳ ngày hôm nay. Chúng tôi Hội cựu tù nhân chính trị tổ chức cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 cách đây 41 năm mà chúng ta đã mất miền Nam, và từ đó chúng ta phải lưu vong, và chúng ta tổ chức này để chúng ta kỷ niệm 41 năm đó mất nước, cũng như để là ủng hộ tinh thần những nhà tranh đấu tù nhân lương tâm tự do trong nước, cũng như mình cũng để mà nối tiếp cái ngọn lửa đấu tranh để mà cho 90 đồng bào không thấy cô độc ở trong nước đang mất quyền tự do và quyền làm người. Đã có rất nhiều chính khách ngoại quốc và Việt Nam cùng đến đây tham dự buổi lễ thượng kỳ vào sáng hôm nay. Nhờ sự đoàn kết của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal nên những cuộc vận động từ cộng đồng chúng ta đã được các chính khách bản xứ luôn lưu ý và chấp nhận dễ dàng. Thật vậy, thành phố Montreal đã chấp nhận dễ dàng yêu cầu của cộng đồng Việt Nam chúng ta để tổ chức buổi lễ thượng kỳ vào năm nay ngay trước tòa thị sảnh của thành phố. Buổi lễ đã được chuẩn bị rất chu đáo, những nghi thức được diễn ra nhịp nhàng, lắng đọng. Những bài diễn thuyết của nhiều vị chính khách lôi kéo nhân tâm, giúp mọi người gần nhau hơn vì cùng chung mục đích là đấu tranh cho sự bình an của quê mẹ. Phóng viên của Việt TV Hoàng Anh Quốc tường thuật từ thành phố Montreal, trực thuộc thành phố Montreal, Quebec, Canada.